cái sự hợp lý thứ nhất ấy, mình gọi đó chính là sự hợp lý quan về vĩ mô tức là những cái thông tin rồi là công nghệ rồi là đặc biệt những quan về mặt chính sách của các cơ quan quản lý nhà nước của chính phủ của đảng của các nghị quyết nó tác động tới đời sống vô cùng quan trọng cái hơi thở chính trị tác động tới kinh tế vô cùng quan trọng thì với những người làm việc kinh doanh phải đi tìm kiếm cái sự hợp lý hoặc những khoảng thời gian hợp lý đó cái sự hợp lý thứ hai trong đời sống kinh doanh đó chính là sự hợp lý về mặt vi mô tức là các quyết sách, các quyết định ở trong doanh nghiệp là phải rất là hợp lý. Và các quyết sách quyết định này là từ đường lối rồi là ra tới triển khai nó phải thông qua phương pháp và từ đường lối đúng, phương pháp phải đúng rồi là mô hình các công cụ nó phải đúng. Tóm lại là các quyết định trong kinh doanh nó phải đúng. Thì 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 doanh nghiệp mới thành công được. Thì đấy thì gọi là sự hợp lý vi mô. Nhưng mà có một sự hợp lý thứ ba nữa mà mình rất là quan trọng đó chính là sự hợp lý về mặt văn hóa. Nếu như mà lúc nào mà chúng ta cũng chạy theo sự hợp lý vĩ mô và vi mô, tức là lúc nào cũng chạy theo liên quan về cung cầu thị trường, rồi chạy theo quyết định ở trong công ty, rồi là chạy theo cái được gọi là cái thời thế, thì nó vô cùng mệt mỏi. Và chính vì như vậy, một doanh nghiệp muốn đi đường dài được, thì tức là phải kinh doanh theo những tiêu chuẩn của văn hóa. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Little Talk và như thường lệ tôi là Nguyễn Chí Quý host của chương trình và chúng tôi bắt đầu một series mới đó là đối thoại cùng doanh nghiệp. Trước khi đến nội dung chính thì tôi xin cảm ơn à, sự đồng hành của công ty GHC Global với thương hiệu là TK Smart Silicon với sứ mệnh cung ứng cho thị trường những sản phẩm chất chám silicon thông minh chất lượng cao tối ưu hiệu quả kinh tế và năng suất thi công cho các công trình và dự án và quay trở lại thì đồng hành với chúng ta trong số lần này đó là thầy nguyễn hoàng phương thầy nguyễn hoàng phương đã hiện tại đang là chủ tịch hội đồng viện nghiên cứu phát triển kinh tế châu á thái bình dương chuyên nghiên cứu và chuyển giao những chương trình đào tạo cao cấp dành cho các chủ doanh nghiệp và đồng thời thầy cũng là ceo của công ty cổ phần ghc global với thương hiệu Tika Smart silicon và em chào thầy xin uh, kính chào host dạ vâng à, cũng đã một thời gian thầy chưa lên sóng của chương trình và em được biết là thời gian gần đây thì thầy đang trong quá trình bắt đầu triển khai một doanh nghiệp mới là GHC GHC Global vậy thì tại sao trong cái thời điểm khó khăn như này mà thầy vẫn lựa chọn bắt đầu một doanh nghiệp mới thế ạ? GHC Global với thương hiệu là Tika Smart Silicon Silent, là một đơn vị mới Thì tuy nhiên thì được kế thừa rất nhiều những kinh nghiệm và nền tảng của rất nhiều những cái đối tác khác nhau. Mình lấy ví dụ như là trong công ty mình vẫn nói vui vui là GHC Global là một người anh em song sinh của Star Rồi là Tika Smart Silicon Silicon cũng là người anh, em, người anh em song sinh của những thương hiệu rất là phổ dụng, rất là nổi tiếng ở trên thị trường. Ví dụ như là thương hiệu là G8 Paint hay là Indu Paint thế thì là được kế thừa như vậy, được kế thừa là từ năng lực trải nghiệm này, rồi là kế thừa về mặt kinh nghiệm này. Đấy, kế thừa liên quan về thị trường này, Đấy, kế thừa về cái gọi là chất lượng đội ngũ này cộng với cả rất nhiều những nguồn lực bên ngoài khác nữa. Và mình cảm thấy rằng là năm nay là kỷ niệm sau với năm 15 năm. Đấy, đúng ngày 22 tháng 6 năm 2009 thì lúc đó là mốc thời gian ra đời của công ty cổ phần Sao Việt Nam. Thì ngoài những công việc ở trong nội bộ của sao Việt Nam ra Thì uh, chúng mình quyết định là phát triển một cái thương hiệu mới Đó chính là GHC Global Với một cái sản phẩm mang thương hiệu tên là Tika Smart Silicon Sealant Để có thể là uh, đóng góp một phần nhỏ uh, Những cái trí lực của mình, những cái kinh nghiệm của mình Những cái trải nghiệm đi qua của mình Để uh, cung ứng cho thị trường những cái giải pháp Những cái sản phẩm, những cái dịch vụ Nó thực sự có cạnh tranh chất lượng, chính sách, giá cả. Tóm lại là từ cá nhân chúng ta được phát triển rồi là từ uh, mô hình tổ chức chúng ta được phát triển thì đây là một thời cơ rất tốt để có thể là GHC Global, Tika Smart Silicon C là chúng ta có thể là ra là ra mắt thị trường được. Như năm nay thì có nhiều anh em gặp mình nói là năm nay sẽ khó khăn thế mà tại sao lại đầu tư vào những thứ nó 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 mới tức là dường như mọi người đang có một cái tư duy như này là khi mà thị trường khó khăn hay thách thức thì mọi người dừng tất cả những công tác đầu tư lại mọi người sợ hoặc là dừng ừ. thế nhưng mình thì mình nghĩ như sau cái thứ nhất ấy, là mình nghĩ là lúc nào thì nó cũng sẽ có những cái thử thách khác nhau lúc nào cũng sẽ có những khó khăn nhưng mà ở các dạng thức khác nhau thôi và đã gọi là một người làm về doanh nghiệp đã gọi là một người làm về quản trị thì trong bất kể cái thời thế nào anh phải có một sự thích ứng với nó và nếu như chúng ta phân tích về mặt chi phí cơ hội trên thị trường thì trong cái thời kỳ mà được gọi là đang thách thức đang khó khăn thì ít doanh nghiệp tham gia ít doanh nghiệp gọi là đầu tư một cách nó mạnh mẽ thì mình cho rằng đây là một cơ hội rất tốt để chúng ta có được những cái nguồn nhân sự chất lượng cao và trong lúc mà nó khó khăn ít người làm mà mình làm thì như thế là cái sự thú vị của mình sau này nó sẽ được nhân lên gấp nhiều lần như vậy là từ ba cái lý do chính yếu đầu tiên là về mặt phương diện cá nhân thì mình rất là mong muốn là đi qua những cái giới hạn tìm kiếm những cái uh, câu chuyện mới tìm kiếm giá trị phát triển mới cái thứ hai là về phương diện tổ chức thì nó hội tụ đầy đủ và đẹp đẽ tất cả những cái điều kiện đầu vào của một cái doanh nghiệp mà sẽ đi lên trong một hướng rất là bền vững và cũng coi như là một cái mốc thời gian tuyệt vời đối với cả Viên Star để chúng ta đi tiếp là nhiều chục năm nữa và cũng là một bốc thời gian tuyệt vời để người em song sinh là GHC Global có thể chinh phục được thị trường với cả một sản phẩm, với cả một thương hiệu tên là Tika Smart Silicon Sealant và cái thứ ba là trong cuộc sống thì vốn rất nhiều những cơ hội khác nhau và khi mà năng lực rồi là khi mà trình độ rồi là những điều kiện hội tụ đủ thì chúng ta có chờ đợi cơ hội làm gì đúng không? chúng ta phải nắm bắt những cơ hội đang diễn ra rất là bình đẳng xung quanh mình à, vậy thì ở cái thời điểm mà khó khăn như này thì theo thầy thì đâu là cái thách thức lớn nhất ở cái giai đoạn đoạn này mà mà GHC phải trải qua thì như muôn thủ tất cả các doanh nghiệp khác nhưng doanh nghiệp mới thì đầu tiên là nó rất là nhiều việc rất nhiều việc chuẩn bị chuẩn bị từ đội ngũ này chuẩn bị từ uh, nền nếp hành chính chuẩn bị liên quan về tài chính chuẩn bị về uh, các thủ tục về mặt pháp chế, pháp lý doanh nghiệp, chuẩn bị về um, những thông tin xúc tiến về mặt thương mại, chuẩn bị về mặt giao tiếp với thị trường và khách hàng. Đấy. Thế nhưng mà trong những thứ chuẩn bị thì mình cho rằng là một thứ sau đây mà chuẩn bị càng kỹ lưỡng thì lại càng tốt. Đó chính là chuẩn bị những thông tin đầy đủ về thị trường. Thế mới quay trở lại là trong một cái giai đoạn đầu tiên thì bao giờ cũng phải rất lắm thứ chuẩn bị. Mà cái thứ nào thì mình cũng muốn là làm thật là đẹp đẽ, thật là gọn gàng xong xuôi thì như thế mình phải chọn lựa cái việc ưu tiên ra cho nên có lẽ là một doanh nghiệp mới thì chọn lựa những việc ưu tiên để chúng ta giải quyết triệt đề là một cái việc rất là quan trọng à. cái việc số 2 là đã gọi là mới cho nên là cũng như là những cái tờ giấy trắng thôi thì chúng ta sẽ phải cấy ngay vào những cái tờ giấy trắng đó mình gọi bằng một cái định nghĩa đó chính là cái gen về văn hóa phải được cấy vào một cái bộ máy càng sớm càng tốt. Bởi vì như này, hô à, xin thưa với host và xin thưa với tất cả các quý vị là trong cái đời sống về kinh doanh thì thường thường nó có ba cái sự hợp lý. cái sự hợp lý thứ nhất ấy mình gọi đó chính là sự hợp lý quan về vĩ mô, tức là những cái thông tin rồi là công nghệ rồi là đặc biệt những con về mặt chính sách của các cơ quan quản lý nhà nước của chính phủ của đảng của các nghị quyết nó tác động tới đời sống vô cùng quan trọng cái hơi thở chính trị tác động tới kinh tế vô cùng quan trọng thì với những người làm việc kinh doanh phải đi tìm kiếm cái sự hợp lý hoặc những khoảng thời gian hợp lý đó cái sự hợp lý thứ hai trong đời sống kinh doanh đó chính là hợp hợp lý về mặt vi mô tức là các quyết sách các quyết định ở trong doanh nghiệp là phải rất là hợp lý và các quyết sách quyết định này là từ đường lối rồi là ra tới triển khai nó phải thông qua phương pháp và từ đường lối đúng phương pháp phải đúng rồi là mô hình các công cụ nó phải đúng tóm lại là các quyết định trong kinh doanh là phải đúng thì 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 doanh nghiệp mới thành công được thì đấy được gọi là sự hợp lý vi mô nhưng mà có một sự hợp lý thứ ba nữa mà mình rất là quan trọng đó chính là sự hợp lý về mặt văn hóa à, nếu như mà lúc nào mà chúng ta cũng chạy theo sự hợp lý vĩ mô và vi mô tức là lúc nào cũng chạy theo liên quan về cung cầu thị trường rồi chạy theo quyết định ở trong công ty rồi là chạy theo cái được gọi là cái thời thế thì nó vô cùng mệt mỏi và chính vì như vậy một doanh nghiệp muốn đi đường dài được thì tức là phải kinh doanh theo những tiêu chuẩn của văn hóa. Thế mới quay trở lại là một doanh nghiệp mới thì có nhiều điều kiện để chúng ta có thể cấy những cái gen tốt về mặt văn hóa ngay từ những cái giây phút ban đầu, ngay từ thủ ban đầu, với thủ hồng hoang ban đầu của doanh nghiệp. Và văn hóa học tập này, văn hóa giao tiếp này, văn hóa cư xử trong nội bộ, rồi là văn hóa ứng xử ra bên ngoài, rồi là văn hóa tự nhận trách nhiệm, văn hóa tự chủ, là những thứ rất là quan trọng mà chúng ta phải để ý tới trong những cái lúc đầu tiên chúng ta làm doanh nghiệp dẫu có thay đổi thế nào về công nghệ dẫu có thay đổi thế nào liên quan về cái gọi là xu hướng thông tin rồi là ai rồi là bây giờ mình 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 còn nghe nhiều anh em nói là công nghệ vị nhân sinh không ạ? thì cái cốt lõi của chúng ta nó vẫn phải phải là câu chuyện chất lượng câu chuyện về mặt dịch vụ cái thứ đó là cái thứ co cốt lõi đấy là cái trái tim để chúng ta có thể là uh, thành công hơn chúng ta đi một cách nó no lâu dài còn muốn đi bền vững thì ngoài câu chuyện sản phẩm dịch vụ ngoài câu chuyện về tính toán những sự hợp lý vĩ mô và vi mô thì chúng ta cần phải có một cái uh, tri thức văn hóa và chúng ta phải kinh doanh chúng ta phải sinh sống bằng những tiêu chuẩn của văn hóa bằng những tiêu chuẩn của trí thức mà điều này chỉ có thể có được thông qua cái việc học tập tôi, thì tôi nghĩ rằng chúng ta như vậy chúng ta có thể đi lên được. Và mới quay trở lại cái câu chuyện vừa xong host nói đó chính là câu chuyện của SC Global với cả Tika. Thì ở công ty này cũng cũng xác định rõ rất rõ ba điều đó. Ở trong công ty thì từ đường lối ra tư phương pháp chuẩn thì rõ rồi. Tính toán hợp liên quan về chính sách rồi là nắm rõ liên quan về tất cả những điều kiện về mặt kinh doanh trong ngành là đương nhiên rồi. Đi lên từ trái tim sản phẩm dịch vụ đương nhiên rồi. Thế nhưng mà à, mình rất là chú trọng tới cái việc thiết lập, xây dựng, phát triển, duy trì văn hóa tổ chức và mong muốn là trở thành một cái tổ chức tầm vóc và đi một cách rất là lâu dài có chất lượng hội nhập và bằng một tinh thần tự học Vâng, cảm ơn thầy à, Như em được biết thì ở Việt Nam thì đến hơn 90% là doanh nghiệp uh, vừa và nhỏ SME Vậy thì uh, nghe thầy nói sau em thấy là có quá nhiều thứ để làm Ở thời điểm đầu uh, từ uh, cái việc uh, làm thế nào để lựa chọn được thứ ưu tiên Để chúng ta quá triển khai Cái thứ hai là, là làm thế nào để uh, hiểu biết về thị trường Cái thứ ba là thêm nữa là những cái liên quan đến văn hóa doanh nghiệp Nhưng mà về cơ bản thì uh, doanh nghiệp um, như em được thấy Và như em hiểu biết của em thì doanh nghiệp Việt hiện tại Những bạn trẻ hiện tại thì các bạn chưa chắc đã hiểu được những cái thứ đó thế thế nào là văn hóa doanh nghiệp và đưa nó vào ngay từ thời điểm đầu nó như thế nào hay thậm chí là hiểu biết về thị trường nhiều doanh nghiệp các bạn làm lên từ đầu các bạn không có sự nghiên cứu về 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 thị trường quá nhiều các bạn chỉ biết à đây có một sản phẩm này và chúng tôi mang chúng thì tôi, chúng tôi bán à, vậy thì thầy đánh giá như thế nào với những à, người trẻ khởi nghiệp thậm chí là cũng những người cũng lớn tuổi rồi à, nhưng mà người ta bắt đầu khởi nghiệp những doanh nghiệp mới người ta chưa có sự định nghĩa rõ ràng về những điều đó thì à, họ nên làm như thế nào để mà phát triển lên, vậy. nó chưa đủ sự chuyên nghiệp như GAC chẳng hạn. Thì mình cho rằng là trong cái quá trình mà chúng ta làm đó, nhưng mà chúng ta có một cái nền tảng, chúng ta có một nền tảng đó chỉ là cái tư duy của chúng ta. Thế còn lại là một số những cái chuyên môn khác thì đúng là chúng ta phải bắt tay vào thực tế. thì lúc đó nó sẽ cho chúng ta rất nhiều những cái cái vấn đề mà chúng ta sẽ va đập. và từ việc va đập với cả những vấn đề như vậy, thì nó tạo chúng ta là những cái cơ hội, những cái điều kiện. Những cái môi trường để chúng ta có thể tự trau dồi, có thể là tự hoàn thiện mình. Thế cho nên là không biết thì làm, rồi là khi chưa có đường rồi chúng ta cứ đi thì lúc đó là nó mới có đường. Nhưng mà trên một nền tảng là tư duy mình của mình phải có. Chứ nếu như mà tư duy của mình không có, chuyên môn của mình không có, năng lực quản trị, quản lý của mình không có, mà chúng ta lại cứ vội vã, hối hả, hấp tấp trong việc gọi là mở ra các doanh nghiệp thì khả năng thất bại là quá cao. Dạ vâng, em cảm ơn thầy. Và đây cuối cùng để nói về sự thành công của doanh nghiệp và lời khuyên cho các doanh nhân thì em rất muốn xin thầy một thông điệp ngắn gọn cho những khán thính giả, đặc biệt là những startup, những bạn startup khởi nghiệp còn đang nung nấu để có thể có những định hướng nền tảng từ ban đầu. Mình không dám đưa ra lời khuyên, mình cũng không là dám đưa ra những lời khuyến nghị bởi vì là trong cái cuộc sống này mà khuyên ai bây giờ nó cũng khó vừa xong mà host có một câu nên con phải bắt trước đấy yeah. à. cho nên là mỗi người là một bông hoa mỗi người có một hoàn cảnh điều kiện và môi trường làm việc và sinh sống nó khác nhau thì chúng ta ở đây là dưới hình thức đó chính là chia sẻ thế đây là mình nói tới là một người làm startup thực sự nha một bạn trẻ đấy startup thực sự thì lời chia sẻ là gì đầu tiên phải ý thức được rất rõ làm về doanh nghiệp làm về kinh doanh thực sự ấy là cần phải có nghị lực rất lớn nếu như không có nghị lực nếu như không có một tinh thần không một sự bền trí thì không làm doanh nghiệp ở đâu cái thứ hai là một người mà làm doanh nghiệp thành công là một người cực kỳ thính nhạy đối với cả thị trường cho nên nếu như mình không thính nhạy đối với cả thị trường mình không có một năng lực mình không có một trực sắc về mặt thị trường mình không có một năng lực trực sắc về tiền, về lợi nhuận thì mình không làm doanh nghiệp được. Mình có thể làm chuyên môn thôi. Đặc tính thứ ba của một nhà quản trị mà thành công sau này được, một startup thành công nó chính là phải có cái óc tổ chức. Bởi vì là có ai làm doanh nghiệp phải chỉ có một mình mình đâu. Mà mình phải có rất nhiều các mối quan hệ nữa. Tài chính, nhân sự, đầu nhập, sale, bán hàng, kỹ thuật rồi là ai làm sản xuất để thêm món sản xuất quan hệ đối tác đầu nhập quan hệ với cả những đối tác khách hàng thế cho nếu như mà chúng ta không có cái óc tổ chức chúng ta không có óc chỉ huy thì chúng ta sẽ không lãnh đạo một đội ngũ đi tới sự thành công được cái điều thứ tư mình cho rằng rất là quan trọng với cả một nhà quản trị đặc biệt là quản trị đối với cả startup bây giờ là cần phải có một trí tưởng tượng nếu như mà startup bây giờ mà chỉ có óc bắt trước thôi thì doanh nghiệp không đi đến đâu được chỉ có trí tưởng tượng mới có thể chấp cánh cho chúng ta có thể bay xa rộng khắp chỉ có thể có trí tưởng tượng mới giúp chúng ta là không bao giờ biết chán nản với cả những sự sáng tạo chỉ có trí tưởng tượng mới thấy rằng là cái cuộc sống của chúng ta hay là một cái môi trường không gian sống của chúng ta nó còn đang rất là hữu hạn à. chỉ có trí tưởng tượng mới có thể giúp chúng ta đi qua tất cả những cái khó khăn trước mắt những cái sức ép trước mắt rồi là cái gì nó gọi là stress hả đúng không thì phải có trí tưởng tượng và cái cuối cùng một startup một nhà quản trị startup thành công bây giờ mình cho rằng là đặt từ bốn điều vừa xong thêm điều số 5 nữa là cần phải có một cái gì đó được gọi là về tố chất mà tố chất thì tiền không mua được phải có một năng lực thiên bẩm tiền không mua được và năng lực thiên bẩm này cái tố chất này nó phải liên quan tới cái việc quản trị kinh doanh mà startup ấy đang làm nên biết rõ câu chuyện đó bởi biết rõ câu chuyện đó thì rõ ràng là cái sự thành công của chúng ta nó sẽ đỡ tốn mồ hôi hơn đỡ, đỡ tốn kém chi phí cơ hội hơn. Vâng, vâng, em cảm ơn thầy rất là cảm ơn những cái chia sẻ của thầy à, vừa rồi và hy vọng à, qua những kiến thức mà thầy Nguyễn Hoàng Phương vừa chia sẻ, à, các bạn cũng đã định hình được à, như thế nào là cảm xúc và như thế nào là lý trí để mà chúng ta có một cách à, tốt nhất ứng dụng nó vào cái công việc phát triển bản thân cũng như là phát triển doanh nghiệp và cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã theo dõi tập 1 của chuỗi series nội dung đặc biệt đối thoại cùng doanh nghiệp và một lần nữa cảm ơn sự đồng hành của Tika Smart Silicon Sealant với sứ mệnh cung ứng cho thị trường những sản phẩm chất chám, silicon thông minh, chất lượng cao, tối ưu, hiệu quả kinh tế và năng suất thi công cho các công trình và các dự án. Và các bạn có thể đăng ký kênh YouTube Little Talk để đón xem các tập mới nhất của kênh và của chuỗi series đối thoại cùng doanh nghiệp. Và cuối cùng, nếu các bạn có thêm ý kiến hoặc câu hỏi gì thì hãy để lại ở phía dưới video. Chúng tôi sẽ gửi tới thầy Phương hoặc trong tương lai chúng tôi sẽ tổ chức những buổi offline để các bạn có thể giao lưu trực tiếp với thầy Phương. Và xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi tập này. Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương AB Academy mang sứ mệnh chuyển giao tri thức tập trung các hoạt động về giáo dục, đào tạo, huấn luyện cho giới doanh nhân, doanh nghiệp tại Việt Nam. Đội ngũ giảng sư và chuyên gia dày dặn kinh nghiệm với hơn 15 năm tư vấn, cố vấn trực tiếp và đào tạo hàng trăm nghìn doanh nhân trên cả nước. Nếu các chủ doanh nghiệp vẫn đang đặt ra câu hỏi làm thế nào để phát triển thương hiệu, làm thế nào thúc đẩy doanh thu, hãy đăng ký ngay với AB Academy qua liên kết trong phần mô tả để tiếp thu tinh hoa tri thức ngay hôm nay. AB Academy, chính học mở tương lai.